Chào tất cả các bác và các anh em. Hàng ngày thì em có rất nhiều các cái cuộc điện thoại của các anh em trao đổi với em về cái vấn đề mà mua vang số cũng như là gửi vang số đến căn chỉnh. Thì buổi tối hôm nay thì em lại làm một chiếc vang số D4 CB Aquatic D4 để gửi cho bác ở Đồng Nai. Và bác cũng có yêu cầu em làm một video clip để cho bác ấy có thể nghe được cái chất âm em làm ở trên cái dòng vang số D4 và một chiếc vang số của một cái bác ở Hà Nội gửi đến căn chỉnh, là chiếc vang số có cái tên là DM380. Nó là dòng vang số X5 hàng bãi. Thì một cái vấn đề là khi các bác anh em mua vang số hoặc gửi vang số căn chỉnh ấy, thì các bác anh em rất muốn là nghe em có thể chia sẻ hay là test chất âm để các bác anh em có thể là nắm bắt được về các chế độ em làm, cũng như là có thể chia sẻ về cái phương thức kết nối và sử dụng. Nhưng mà trước tiên thì các bác anh em có thể là tin tưởng để mà vang số cũng như là gửi vang số căn chỉnh, bởi vì là có những cái chiếc vang số mà nó rất là khó khi mà em làm cho các bác anh em. Thì đây là một chú em ở Bắc Ninh. Chú này có gửi cho em chiếc vang số siêu T3 mà em cũng đã chia sẻ với các bác anh em ở trên kênh ấy. Đây là một chiếc vang số mà sử dụng 3 đôi loa, và có một tính chất là trước đây chú ấy sử dụng, chú ấy cảm thấy là cái mic thì rất là ồn ào, nó dư tiếng trầm, tiếng bát, và effect thì ồn ào, khó hát. Và trong một cái không gian là mái tôn, tường thì nhẵn thím và mái tôn, có độ dội âm về cái phần âm bát khi mà mở loa súp. Đây là em đã chia sẻ với lại các anh em về cái chú em này. Một cái không gian như thế này các anh em có thể là thấy được. Đây chú em ở Bắc Ninh. Và em đã chia sẻ với các anh em ấy là chú này là sử dụng cho trần tôn này, ba đôi loa, và gửi cho em chiếc vang số siêu T3. Mua thì em biết là mua của đơn vị nào, nhưng mà em cũng không nói tên cái đơn vị bán, bởi vì nó ảnh hưởng đến anh em bán hàng. Nhưng mà đây là một chiếc vang số CT3 mà sử dụng cho ba đôi loa. Và em cũng đã chia sẻ với anh em ấy về cái vấn đề mà xử lý, về cái tính chất mà gọi là dội và ồn khi mà rơi vào các cái không gian mà nó vang dội nhiều. Thì đây là cái thành quả của cái người căn chỉnh. Thành quả của cái người căn chỉnh cho một cái chiếc vang số CT3 mà trong một cái không gian là rất là ồn ào, bị dội về cái phần trần tôn khi mở lò súp, cũng như là cái phần effect là nó rất là dội. Thế nhưng mà hôm nay chú này chú ấy có nhận được vang, và chú ấy có điện thoại cho em, và chú ấy có những cái phản hồi về cái việc mà em căn chỉnh chiếc vang số CT3. Thì đối với một người căn chỉnh tại chỗ mà được như thế này ấy, thì em nghĩ rằng ở đây là một cái điều mà phải là hiếm có. Nhiều khi như vậy là anh em đến tận nhà mà làm còn không ổn mà. Đây là một chiếc chiếc này là chiếc Budeason 900D. Đây là một chiếc Budeason 900D của cái bác này là ở Đắk Lắk hay Đồng Nai nhỉ? Đồng Nai hay Đắk Lắk? Bác này là ở Đắk Nông. Và trước đây đã gửi cho em một chiếc Siso OS510, cũng là trong một cái không gian mà gọi là dội, ồn, khó dùng, khó hát. Và em đã chia sẻ các bác anh em về chiếc Budeason 900D. Và bác này trước đây gửi cho em chiếc Siso OS510, và lại tiếp tục giới thiệu cho anh em bạn bè gửi cho em chiếc Budeason 900. Và đây là cái phản hồi, đây là cái phản hồi của cái bác mà ở Đắk Nông mà đã gửi cho em chiếc Budeason 900. Đây là cái phản hồi. Trên đối một người làm tại chỗ mà có những thành quả như này, phải nói rằng em nghĩ là hiếm có. Đây là chiếc Budeason này, đây là chiếc Budeason, tức là bác này gửi một chiếc OS510 sử dụng cho một đôi loa B1B bãi. Đây bác này sử dụng. Tức là trước khi mà gửi cho em chiếc Budeason 900 thì có gửi cho em một chiếc OS510 và sử dụng cho loa BMB. Thì bác này sau khi nhận lại chiếc OS510 khá hài lòng. Nhưng mà đến khi mà giới thiệu cho anh em bạn bè gửi chiếc Budeason 900 cũng khá hài lòng. Đây là một cái mà phải nói điều hiếm có. Thợ đến nhà mà còn khó làm mà. Thợ đến nhà còn làm mà không được. Bởi vì tại sao? Là cái kinh nghiệm làm mẹ phách. Cái thẩm âm khi làm effect và cái kinh nghiệm khi làm effect. Cho nên rằng là khi các bác anh em mà mua vang số á,
thì mua của em thì nó có một cái thuận lợi hơn nhiều rồi. Bởi vì em đã nhìn nhận trên những thiết bị của các anh em đang dùng để mà tư vấn cho các anh em những chiếc vang số mà có lẽ rằng là nó sẽ phù hợp. Tại sao lại tư vấn cho cái bác ở Đồng Nai này sử dụng chiếc D4 CB cũng tích D4 cho cái đôi loa BMB450C? Bởi vì BMB450C cũng như là 880 hay là 2000 hay 1000 hay 900 là nặng bát, phần âm cao thiếu sáng, âm trung cao và âm check thiếu sáng. Thì D4 này là một chiếc vang số mà sáng âm, sáng kể cả giải trung cao và cái giải check. Effect thì nhuyễn. Hoặc có thể là dùng DK5000 cũng được này. Dùng T3 cũng được này. Thì em có tư vấn cho bác này ấy là ba phương án, một là dùng D4, hai nữa là DK5000, ba nữa là T3, bốn nữa là X12. Cho nên là cái vấn đề mà các bác mua của anh em mà gọi là có chuyên môn ấy, thì đầu tiên là sẽ tư vấn cho các anh em. Tư vấn cho các anh em cái vang nào nó sẽ phù hợp. Thế còn đây là các bác thấy được là đây là cái vang của cái bác ở Hà Nội này gửi đến căn chỉnh. Đó là chiếc DM380 đang kết nối phần mềm. Các bác thấy là như thế này, căn chỉnh phần music như thế này. Em chưa cần phải thử mic, nhưng mà chỉ nhìn những cái mà trước đấy là anh em bán hàng đã căn chỉnh hay là bác này tự căn chỉnh ấy, thì em đã cảm thấy là nó không hợp lý rồi. Phần music không bao giờ tăng đối với dòng X. Phần music là không bao giờ tăng đối với dòng X, từ X3 đến X10 là không bao giờ tăng bát. Ở đây tăng bát lên rất nhiều, cho nên nó ùm là phải thôi. Nó ùm là phải thôi. Bởi vì cái dòng vang X từ X3 đến X10 ấy là dư bát ở phần nhạc. Dư bát phần nhạc. Nhưng mà cái phần nhạc ấy thì tăng, check đây tăng này. Phần mic này các bác thấy đây, đây phần mic này. Tăng ở cái giải trung cao. Tối kỵ cái việc là tăng giải trung cao trên bất kỳ những chiếc vang số, kể cả hàng bãi, hàng mới, kể cả là hàng cũ ra đời cách lâu rồi, cũng như là những cái hàng mới bây giờ. Tuyệt đối không bao giờ như vậy là tăng giải wire ở cái giải trung. Tăng các cái tần số ở giải trung là tuyệt đối. Đây các bác thấy không? Là tăng cái giải wire ở cái giải trung trên cái dòng vang số đời X, và kể cả là các cái dòng vang số đời cổ ngày xưa, tức là ra đời trước đời X này hay là sau đời X này, là cũng tuyệt đối không bao giờ tăng ở cái giải trung. Còn cái phần effect này, cho nên tại sao các anh em mà mua vang số của các anh em đơn vị ấy, mà căn chỉnh cũng tốt ấy, nói là hay nhưng về dùng không được, bởi vì là vấn đề là căn chỉnh. Vấn đề là căn chỉnh. Đây là một chiếc vang số là X5 hàng bãi khá hay, nhưng nó phù hợp với các cái dòng loa full sáng tiếng. Còn nếu như các bác anh em mà sử dụng cái loa chưa sáng tiếng ấy, thì có lẽ rằng là X5 không phù hợp bằng các cái dòng loa khác đâu. Không bằng D4 này đâu. Không bằng D4, mặc dù là D4 là, tất nhiên là D4 thì nó nhỉnh hơn một chút, đắt hơn so với X5 một chút, nhưng nó có lợi thế với cổng quang, lợi thế với phần âm sắc khi mà ghép với lại các cái bộ dàn mà tối tiếng. Đây phần swoop này, đây phần main, các bác thấy không? Đây phần main, đây phần kèn tơ này, phần swoop này, phần số dao này, đây là phần swoop. Như thế này làm sao mà hay được, làm sao mà hay được. Cho nên rằng là khi các bác anh em ấy mà mua các đơn vị ấy, mà có nghề, có kinh nghiệm mà có nghề ấy, nó nhàn hơn rất nhiều, nhàn hơn rất nhiều. Bởi vì cái vấn đề căn chỉnh trên chiếc vang số ấy thì nó rất nhiều phần nhiều mục. Đây các bác thấy đây là cái cấu hình số 2 này. Căn chỉnh trên chiếc vang số là rất nhiều phần nhiều mục, đòi hỏi cái sự phối ghép từ cái phần đầu vào cho đến phần đầu ra, từ phần nhạc cho đến phần mic cho đến phần effect. Nó đòi hỏi cái kinh nghiệm, đòi hỏi thẩm âm. Cho nên rằng là khi mà các anh em mua, các anh em không có kinh nghiệm ấy, thì không thể ứng ý được đâu. Đây là dì vợt này. Chế độ 3 là dì vợt. Chế độ 3 là dì vợt. Em chưa cần phải alo phần mic đâu, nhưng mà nhìn các cái việc căn chỉnh như thế này ấy, đây quá thấy không? Mang tính chất là vẫn là làm, đặt tên là dì vợt này. Đây, đặt tên là dì vợt. Đặt tên dì vợt, nhưng các bác thấy là Echo đang để 40 này. Echo level đang để 40 này. Dì vợt level đang là 75 này. Dì vợt đang đặt như thế thôi, nhưng mà nói đúng là thì cái việc căn chỉnh nó khác hẳn. Echo level đang là 40, dì vợt đang là 75. Làm sao mà hay được, làm sao mà ra chất âm dì vợt được. Đây nghe nhạc này, chế độ nghe nhạc này. Nó là khá hay, có độ mềm, độ nhuyễn. Thế nhưng mà để mà làm được hay là khó. Đây là chế độ nghe nhạc.
Đây chế độ nghe nhạc này. Đây. Nghe nhạc thì nó cũng giống nhau hết mà. Hầu như là các cấu hình về phần nhạc là giống nhau hết. Nhưng mà đối với em thì em có thể làm cho các bác anh em ấy từ dòng X này có thể từ 6 đến 8 chế độ khác nhau. Khác nhau về phần nhạc này, khác nhau phần mic này, khác nhau phần effect này, khác nhau phần đầu ra này, khác nhau phần sub này. Là 6 đến 8 chế độ ở trên cái dòng mã số đề X. Thế còn ở đây thì phần nhạc này 4 chế độ này giống nhau hết mà. Chứ làm sao mà hay được, làm sao mà các bác sử dụng được. Bỏ ra 2 triệu rưỡi mua một chiếc vang số này nhưng mà căn chỉnh nó không được ấy, không hay ấy, không phù hợp ấy, thì làm sao các bác dùng được. Đây này, chế độ 5, chế độ 5, chế độ 5, chế độ 5. Còn, thế còn bây giờ các bác sẽ thấy được như thế này. Đây là chiếc vang số D4 sẽ làm cho cái bác ở Bình Dương, à cái bác ở Đồng Nai có những các chế độ sáng tiếng, nịnh giọng, dì vợt, e cho, ít vang nhại, nhiều dì vợt. Sẽ là các chế độ này. Có 5 chế độ effect, 6 chế độ effect. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chế độ effect. Và 3 chế độ ở phần nhạc, phần mic và phần đầu ra này. Các bác sẽ nghe được này. Bây giờ gọi cái chế độ tối tiếng này ra. Thử trên loa B&B này. Thử trên loa B&B. Đặt luôn chế độ tối tiếng là chế độ sử dụng cho loa B&B này. Và cái effect sáng tiếng này. Bây giờ sẽ mở nhạc nhé. Các bác sẽ nghe được trên loa B&B này. Mở nhạc luôn này. Mở nhạc. Đơ. Đơ của gì? Đơ. Đây các bác sẽ nghe nhạc này. Đang đưa. Đưa. Đợi anh tí mở nhạc này. Đang mở trên BMB ạ. Đang mở trên BMB. Đấy, đang mở trên B&B này. Giảm này, tăng này. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta. Bác này đang sử dụng loa B&B. Bây giờ sẽ thử mic nhá. Bây giờ sẽ thử mic này. Giảm hết nhạc đi, thử mic này. Thử 4 chế độ effect này để cho như vậy là bác này bác nghe này. Chế độ đầu tiên này. Chế độ đầu tiên này. Để thử này. 1 1 2 2 3 3 4 5 6 1 1 2 2 3 3 4 5 6 1 1 2 2 3 3 4 5 6. Tiếp đến là một chế độ nịnh giọng này. 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 1 1 2 2 3 3 4. Chế độ dì vợt này. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2. Rất nhiều mục trên một chiếc vang số, cho nên rằng là các bác thấy được rằng là để làm một chiếc vang số ấy thì đầu tiên phải chọn vang số hợp, sau đó sẽ như vậy là làm các chế độ khác nhau để cho các anh em có thể gọi ra sử dụng.
Thì hôm nay thì em cũng chia sẻ các anh em để các anh em có thể nắm được là cái vấn đề mà khi mà chọn vang số thì phải chọn người làm vang số để mà tư vấn cho các anh em những chiếc vang số mà có lẽ rằng nó sẽ phù hợp với lại cái tính chất bộ dàn các anh em đang sử dụng, thì có lẽ rằng nó sẽ đem lại một hiệu quả cao nhất cho các anh em.